Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu xe 3 bánh dành cho người già chân yếu. Đây là một cái mẫu xe giá cũng tương đối là bình dân và cấu hình thì đầy đủ chức năng, trang bị rất là đầy đủ, giảm sóc sau, giảm sóc trước, và động cơ thì sử dụng động cơ 500W. Ba bánh xe đều là bánh không xăm. Động cơ xe thì có chức năng tiến lùi. Giảm sóc trước, giảm sóc sau đều có hết. Ghế thì được trang bị dòng ghế này là dành cho xe của ghế ô tô điện. Ghế có khả năng trượt, gập và ngả. Đây là bộ bản lề ghế này. Đây, ghế này như một ghế ô tô. Chỉ cần mình kéo cái này lên và đẩy lưng ra đằng trước hoặc đẩy lưng về đằng sau thì nó sẽ ngả gập rất là dễ. Mẫu ghế này thì bên mình đang có mẫu ghế có tựa đầu và mẫu ghế không tựa đầu, có màu đỏ và màu cam. Hệ thống bình ắc quy thì được nắp bình 4 cái bình 12V 12A cho quãng đường đi được là từ 35 đến 45 km một lần sạc. Để thao tác ngả ghế thì rất là đơn giản. Để trượt ghế về đằng sau thì mình kéo một cái cần ở phía đằng trước. Đấy. Và đẩy mông về đằng sau là ghế sẽ trượt về đằng sau. Còn mình muốn kéo ghế đấy thì tiến lên đằng trước. Muốn ngả ghế ra thì tay mình kéo cái cần lên và đè lưng ra phần sau. Rồi. Và muốn thu về thì cũng tương tự, nó sẽ tự gập lại. Sau đây là sẽ đi thử để cho các bạn tham khảo. Xe thì có khả năng tiến lùi. Thao tác tiến lùi thì rất đơn giản. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bán với cái giá là 10.500.000, chưa bao gồm cước vận chuyển. Để nâng cấp cái quãng đường đi xa hơn thì các bạn có thể lắp thêm cái bình 20A, lắp thay bình 12A bằng bình 20A. Giá khi thay đổi bộ bình to hơn thì thêm vào đấy là 800.000 đồng. Mọi chi tiết đặt hàng mua xe xin liên hệ số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn biểu tượng chuông để nhận được những thông báo mới khi có video mới ra. Phần trống đằng sau này các bạn có thể bố trí giỏ xe đựng đồ
hay là thùng hàng gì đấy, hoặc là thêm một cái ghế cho em bé ngồi như thế nào thì đấy là phần nâng cấp bổ sung của khách hàng về nhà tự làm đấy. Bên mình để ngỏ cái phần này, không có làm phần này. Toàn bộ phần tủ điện thì được bố trí ở đằng trước, rất là dễ sửa chữa, chỉ có dây nguồn chạy về đằng sau thôi. Đây là phần đèn hiển thị chức năng, phần đồng hồ báo điện, xi nhan. Sử dụng cái xe này thì rất là đơn giản. Đối với việc tiến lùi thì ta bấm vào cái nút này, bấm vào thì lùi mà bỏ ra thì tiến. Phần đèn thì bật đây, đây là bên xi nhan và bên này là còi. Còn đây là rắc để sạc bình ắc quy. Đấy, đây là rắc sạc bình. Nó có nút đậy. Để cho cái xe được bền với lại ắc quy được bền thì một số cái khuyến cáo thì các bạn nên đi như sau. Thứ nhất là không đi ắc quy quá cạn kiệt. Thứ hai là không sạc ngay sau khi mới đi về. Thường thường là khi đi đâu xa về thì chúng ta để bình một thời gian, sau đó rồi mới bắt đầu sạc lại cho nó nguội. Và không quan niệm là phải đi hết sạch mới sạc, như thế rất là hại bình. Việc đi chỉ cần hết 1/3 hoặc là hết một nửa sạc cũng được, không vấn đề gì cả. Cốp phía sau này còn rất rộng để các bạn để đồ. Chỉ có một ngăn là được sử dụng ắc quy thôi, còn một ngăn còn lại là còn trống nguyên. Đối với cái mẫu ghế này thì có loại ghế sử dụng gập bên trái, tay gập bên trái và tay gập bên phải, thì tùy theo khách hàng lựa chọn thao tác bên tay trái hay thao tác bên tay phải thì các bạn đặt trước. Đối với những người bên tay phải bị kém không sử dụng được thì bên mình có thể hỗ trợ chuyển tay ga từ bên trái qua bên phải, chi phí sẽ tăng lên một chút, nhưng bên mình có chuyển được tay ga từ tay trái sang tay phải, từ phải sang trái và từ trái sang phải, bên mình đều chuyển được hết. Đây là mức pin báo còn hay hết ở trên này. Nó báo xi nhan trái hay xi nhan phải nó đều báo.